Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Rất nhiều bạn đã yêu cầu mình: anh ơi, hãy tiếp tục làm về Titan đi. Và để đáp ứng cái yêu cầu đó, ngày hôm nay mình sẽ làm một clip về một Titan vô cùng mới, đó chính là Titan The Killer. Vậy cụ thể như thế nào, chúng ta cùng theo dõi nào. Câu chuyện được bắt đầu khi thế giới của con người vô cùng hiện đại. Họ đã lâu rồi không bị lũ Titan khổng lồ tấn công. Nhưng vào một ngày nọ, trời mưa chớp rất là nhiều, lũ Titan vô cùng to bự đã quay trở lại. Nhưng lần này khác với các lần trước, lũ Titan này có cái hình dạng và màu sắc rất kỳ lạ. Trên người của bọn chúng thối rữa, chảy ra nhiều chất cái nhờn xanh vô cùng gớm ghiếc. Dường như lũ Titan này đang nhiễm một cái thứ dịch bệnh gọi là zombie. Bọn chúng tàn bạo, hung tợn, cắn xé rất là nhiều. Ngay cả cameraman cũng bị tấn công nữa, nói chi là người bình thường khác. Nào, còn bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy theo chân tôi vào một cái shop game nơi bán các chiến binh chống lại lũ Titan zombie chết chóc đó. Ở đây có từ trang 1 tới trang 6, bán chiến binh giá theo tủy sống các bạn nha. Những chiến binh có giá càng thấp thì thường là con người hoặc là những cái dạng mà Titan nhỏ bé đơn giản. Những chiến binh mà giá càng cao thì là những Titan vô cùng khổng lồ và hung tợn. Trời đất ơi, trang cuối có Titan gì đây nè. Nhưng mà thôi, bắt đầu trò chơi ngay nào. Tôi sẽ quay lại trang đầu tiên và rồi mua một trong hai chiến binh. Sao lại có xác nhân Chép The Killer ở đây, còn có em của Chép nữa? Nhưng mà Chép The Killer thì quá bình thường rồi. Tôi sẽ chọn em Chép The Killer để thử thách nhiệm vụ đầu tiên này. Được rồi, bây giờ có vẻ như tôi chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Nhiệm vụ của tôi ở màn đầu tiên này đó chính là đi đăng ký và gia nhập vào cái đội quân của quân đội chống lại Titan. Chắc có lẽ đây là nhà của anh trai tôi, Chép The Killer. Ổng đang nằm kìa. Sao mà buồn khóc thúc thích dữ vậy? Không lẽ bạn trai của ổng đi lấy vợ hả? Bắt chước Game Hay Thế Giới lẹo cái, yêu đàn ông làm gì cho nó đau khổ chứ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ lên đường tới khu quân đội để đăng ký trở thành chiến binh chống Titan. Nhưng mà khu vực nhà tôi ở một cái vùng đồng hoang, nơi này rất là nhiều linh cẩu. Khi mà trời mưa, bọn linh cẩu này thường chạy vào khu dân cư để kiếm thức ăn. Lần này bọn chúng thấy tôi nhỏ bé định ăn thịt tôi. Nhưng mà tôi không phải dạng vừa đâu, tôi là em của Chép được kêu lờ mà. Cũng giống như anh trai của tôi là một sát nhân vô cùng kinh tởm. Ai gặp tôi cũng phải khóc thét. Tôi chỉ giống anh trai tôi ở cái phần kinh dị thôi nha, chứ tôi không lẹo cái giống ổng đâu. Thưa mấy bạn, sau khi tôi tấn công những con linh cẩu này, tôi cũng đã thu thập được một ít tỷ. Và sau đó tôi lại quay trở lại shop, mua những cái chiến binh cao cấp hơn một chút để lát nữa đăng ký tham gia trận chiến cho nó hoành tráng. Được rồi, qua trang thứ hai nào. Tôi cũng đã nhìn thấy hai chiến binh Eren và chiến binh em của Chép The Killer. Tất nhiên là chọn chiến binh em của Chép The Killer rồi. Bởi vì chiến binh Eren thì chúng ta đã chơi nhiều rồi đúng không? Nào bây giờ tiếp tục với màn thứ hai. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển tới khu quân đội để đăng ký vào đội quân chống lại Titan. Ở bên kia kìa, rất là nhiều người đã đăng ký vào và họ đang tập trung xếp hàng rất là đông. Wow, tôi thích thú quá. Tôi cũng lập tức chạy tới và xếp vào một cái hàng. Nào, nhiệm vụ chính thức chống lại lũ Titan Zombie cũng đã bắt đầu. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển và rồi đu dây để có thể tiến lại gần lũ Titan Zombie hơn. Wow, bọn chúng kìa. Tôi cũng đã chính thức đối đầu với bọn chúng. Nhưng mà khó khoan, bọn chúng đánh tôi sắp mặt rồi. Liệu với cái hình dạng chiến binh em Chép được kêu lờ, tôi có thể hạ được con Titan nào hay không? Chúng ta cùng xem nào. Còn bây giờ tôi sẽ tranh thủ trong lúc chiến đấu, chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi mini game ngày hôm nay nhé. Đố các bạn, Titan nào là Titan yếu nhất trong Attack on Titan? Wow, một câu hỏi thật là dễ dàng quá đi. Nhưng mà các bạn phải trả lời thật chính xác và nhanh nhất thì mới nhận thưởng. Với lại đừng có trả lời tầm bậy là Titan được kêu lờ bánh bèo nhõng nhẽo nha. Tôi không có phát phần thưởng cho đâu đó. Được rồi, quay trở lại với nội dung của chúng ta. Nãy giờ chiến binh em Chép đầu chọc của tôi đã bị đánh sắp mặt các bạn à. Nãy giờ tôi chưa đánh nó được một cái nữa. Thậm chí đến mức độ nó đã ăn thịt, nó nuốt tôi vào bụng luôn rồi. Thôi thấy mẹ tôi rồi. Tôi đã rơi vào trong bụng của nó. Tôi thùi à. Sợ quá à. Tôi muốn tè luôn trong quần mà tôi không có đem quần theo để thay. Lúc này tôi chém tứ lung tung hết. Và đột nhiên tủy của tôi thu thập được rất là nhiều các bạn à. À đúng rồi, tôi đang trong cơ thể nó mà. Tôi chặt tôi chém thì tôi sẽ lấy được tủy của Titan. Tôi lại nhanh chóng quay trở lại cái shop Attack on Titan để mua chiến binh. Đúng rồi, tôi phải mua chiến binh nào đó mạnh mẽ hơn. À, đây. Ở đây có bán những cái con Titan nhỏ với giá vừa phải nè. Tôi sẽ mua những cái con Titan này, sau đó sử dụng sức mạnh của bọn chúng
phá tan cái bụng của con Titan vừa nuốt tôi. Không có tiền nhiều nên tạm thời mua cái con 10 tỷ này thôi. Ôi trời đất ơi, sao mà nó xấu dữ vậy? Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng vận dụng toàn bộ sức mạnh của nó để phá toàn cái nơi này. Wow, wow. Mặc dù cái con Smiling Titan này nó xấu hơn con cá sấu nữa, nhưng mà công nhận nó mạnh thiệt. Và cuối cùng tôi cũng đã phá vỡ cái bụng của con Titan khổng lồ nhiễm zombie và chui được ra ngoài các bạn ạ. Bởi vì lúc nãy tôi mua với giá rất là rẻ nên cái con Titan của tôi bé tí hon à. Khi tôi ra ngoài, lũ Titan khổng lồ khác nhìn thấy tôi, bọn chúng liền dí tôi và rồi giết chết bằng được tôi. Nhưng mà không sao, bình tĩnh lại nào. Hồi nãy nó cũng đã phô trương sức mạnh cho tất cả mọi người thấy, rất là khỏe, rất là mạnh. Bây giờ tôi cố gắng tấn công vào người của lũ Titan khổng lồ kia. Chỉ cần một phát duy nhất thôi, tôi sẽ hạ được bọn chúng mà thôi. Yeah, tôi đã làm được rồi, hay lắm. Xem tới đây, một số bạn sẽ hỏi: ủa, sao Titan gì đâu mà yếu nhớt vậy? Anh khó ăn cái nó chết queo rồi. Nhưng mà xin thưa với các bạn, những con Titan tôi vừa mới giết chỉ là những con Titan vô cùng tầm thường thôi, chẳng qua nó to xác. Được rồi, bây giờ tôi có rất là nhiều tỷ rồi, chúng ta lại nhanh chóng vào shop và mua để tiếp tục tiêu diệt cả tận hang ổ của Titan luôn. Tôi lại tiếp tục sang trang thứ tư của cái shop Attack on Titan, nơi đây bán hai con Titan, Titan hình thú và Titan gì đây. Ôi trời đất ơi, mua tao không mày chết, con Titan này bố láo thiệt á. Nhưng mà thôi, nhìn thấy nó lại thuộc dòng giống Titan The Killer rồi, tôi cũng nhanh chóng mua và xem thử nó như thế nào. Wow, bây giờ tôi đã có hình dáng vô cùng khổng lồ rồi, nhưng mà cái đầu vẫn chọc lóc à. Ôi, nhìn kìa, khuôn mặt vô cùng dữ tợn và giọng cười bị tát cái môi lên túc luốt lên cái má luôn. Thì ra đây chính là Titan The Killer. Sau đó thì tôi cũng nhanh chóng đuổi theo cái lũ Titan đã bắt con người và rồi tháo chạy vào trong khu rừng. Thì tôi đã di chuyển được một đoạn, bọn chúng đã phát hiện được tôi đã đuổi theo liền quay lại tấn công tôi. Ôi mẹ ơi, những Titan này là những Titan thiết giáp bị nhiễm zombie nè. Nhưng mà Titan được kêu lợ của tôi cũng không phải dạng vừa. Nó cầm cái dao trên tay bổ một bổ vài phát, khiến cho lũ Titan thiết giáp chết queo hết rồi. Thật là lợi hại quá đi. Tôi lại tiếp tục di chuyển vào sâu trong khu rừng, nơi hang ổ của bọn Titan trong đó. Lần này tôi quyết định muốn tiêu diệt hết tất cả. Nào, còn bây giờ tôi sẽ tranh thủ đọc câu hỏi thứ hai của minigame ngày hôm nay nha. Đố các bạn, Titan đầu tiên có giới tính là gì? Nam, nữ, lẹo cái, BD hay là con thú giống như Titan quái thú vậy? Trong quá trình di chuyển sâu vào trong rừng, tôi cũng đã giết rất là nhiều Titan thiết giáp và rồi thu được rất là nhiều tỷ sống. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tranh thủ quay trở lại shop và mua một con Titan nào đó mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn. Chứ nãy giờ cái con Titan được kêu lờ tôi đang dùng đó, tôi thấy cái hình dáng của nó giống như là bị bóng bóng bàn bàn á các bạn, tức là bị BD đó. Thôi, vô mua đại đi. À, tôi sẽ nhanh chóng qua cái trang thứ 5, nơi này bán những cái Titan vô cùng đặc biệt. Ôi trời đất ơi, có Titan tiến công nữa kìa. Titan tiến công được kêu lờ, hay lắm, tôi sẽ mua nó ngay luôn. Ok, phải vậy chứ. Trời đất ơi, nhìn tôi bây giờ cơ bắp khỏe khoắn. Mấy cái con Titan cái mà nó nhìn thấy tôi, nó đè tôi xuống, nó lột mất cái quần, còn cái nít không đó. Ghê chưa? Được rồi, bây giờ thì tôi đã tiến sâu vào trong rừng và nơi hang ổ của lũ Titan đang bị nhiễm zombie kia. Dường như bọn chúng bị lây bởi một cái nguồn nào đó khiến cho bọn chúng điên tiết, cứ thấy con người là cắn xé và rồi nuốt máu tươi của họ. Hôm nay tôi muốn bảo vệ thế giới của con người, tiêu diệt hết cái lũ quái vật này. Càng đi càng tiến sâu hơn, tôi càng nghe cái mùi nồng nạc của xác thối. Dường như lũ Titan này bắt đầu lở loét và rồi bọn chúng không còn ý thức, không kiềm chế bản thân của mình nữa. Tất nhiên khi nhìn thấy tôi là một sinh vật còn chảy máu tươi sống, bọn chúng rất là thèm khát, muốn cắn tôi. Lúc này sẽ có một số bạn hỏi: ủa sao anh ơi, anh đánh với lại lũ zombie Titan này, sao anh không bị nhiễm zombie? Khoan, trước khi trả lời câu hỏi đó của các bạn thì tôi cũng đã tiến sâu vào trong một cái vùng đất trống. Và rồi bỗng dưng xuất hiện lũ Titan quái thú vô cùng khát máu, vô cùng dịch bệnh. Xác sống bọn chúng ùa ra, định cắn và rồi nuốt thịt của tôi. Nhưng mà không sao, bây giờ tôi đã làm một Titan tiến công rồi. Đã vậy, tôi còn mang thêm cái danh hiệu The Killer nữa. Các bạn biết The Killer có nghĩa là gì không? Có nghĩa là kẻ sát nhân. Và rồi, máu sát nhân, máu điên trong người của tôi rất là nhiều. Virus không?
không thể nào lây nhiễm và rồi truyền dịch bệnh trong cái máu điên của tôi được. Chỉ có máu điên của tôi mới gây bệnh cho virus thôi. Thấy thượng đẳng không các bạn? Đó là câu trả lời cho lý do tại sao tôi không sợ dịch bệnh zombie đó. Và đặc biệt hơn nữa, với cái con Titan tôi đã mua 105 cái tỷ sống rồi, chắc chắn nó sẽ có những kỹ năng đặc biệt. Ví dụ như kỹ năng bùng nổ này, khiến cho lũ Titan quái thú zombie kia lăn đùng ra chết hết. Tất nhiên tôi sẽ thu thập được rất là nhiều tỷ sống từ chúng. Được rồi, tôi lại nhanh chóng di chuyển lên đường, tiến sâu vào trong cái vùng đất trống này để khám phá còn có những con Titan gì kinh khủng hơn nữa. Nhưng mà thật bất ngờ, khi tôi chưa tiến được sâu bao la thì những con Titan chùm cuối, những con Titan siêu to siêu bự của gia đình bà Tân Vlog cũng đã xuất hiện. Tôi nhắm tình hình tôi đánh không lại rồi, ngu gì đánh. Với cái trí tuệ 1 cộng 1 bằng 6 của tôi cũng nhanh chóng quay trở lại cái shop Attack on Titan và đến cái trang cuối cùng để mua con Titan nào mà mạnh nhất. Ôi mẹ đất ơi, con Titan gì bên phải tôi thế này? Trời đất ơi, tên của nó còn chấm hỏi nữa. Giá của nó cực kỳ cao, chắc tôi cả đời mua cũng không được nữa. Và tên của nó cũng chính là câu hỏi thứ 3 của chương trình minigame. Đố các bạn, đây là con Titan nào? Còn bây giờ, với số tỷ sống hơn 1000 thì tôi sẽ nhanh chóng mua con Titan truyền thuyết The Killer để nhanh chóng ra kết thúc trận đấu nào. Wow, nhức mong quá, bự quá các bạn à. Ôi trời đất ơi, cái lũ Titan zombie khổng lồ lúc nãy á, bọn chúng bự hơn tôi mấy chục lần. Bây giờ bọn chúng nhỏ xí à. Tôi búng cái cục cất mũi ra bọn chúng cũng chết chìm nữa. À quên, chết ngạt mới đúng. Wow, được rồi, bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm nát bọn chúng và kết thúc tất cả mọi zombie. Thế là với kích thước vô cùng khổng lồ và rồi sức mạnh hủy diệt rất là ghê gớm của Titan truyền thuyết The Killer, tôi cũng đã xóa sổ từng con và rồi kết thúc tất cả mọi thứ, đem hòa bình về cho con người. Thế là loài người không còn sợ Titan nữa rồi. Được rồi, video giải trí ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.